Ở đời người ta nói câu là không gì ngon bằng cơm với cá, còn có không gì đậm đà cho bằng má với con. Nhưng mà trong cái tình yêu á, thì coi như là không có gì nó đẹp bằng cái tình yêu nơi nông thôn, nơi cánh đồng lúa vàng thơm ngang ngát và một đôi trai gái đang tình tự. Thì cái bài tình ca trên lúa của Hoàng Thi Thơ nó rất là sâu, nó đã ra đời năm 1970 nhưng mà đã chìm vào quên lãng, bởi vì cái lứa sau này thì ai cũng vậy, người ta không có nhớ là cái nhạc xưa. Nhưng mà cái bản nhạc này tôi thấy nó rất là ý nghĩa. Hôm nay tôi xin hướng dẫn cái bài tình ca trên lúa. Mà tôi đánh đây thì tôi chỉ đánh theo cái vấn đề solo, tôi đánh đi theo từng cái nốt và tôi đọc tên nốt, các bạn ghi và các bạn hát theo. Tại vì là đây là một cái bản nhạc mà trữ tình. Tại vì ai cũng vậy á, chúng ta sinh lên, sinh ra và lớn lên, ai cũng từ gốc rạ, cũng từ cái nông thôn, đa số ngày xưa kia. Cha mẹ chúng ta đều phải làm nông làm ruộng. Bây giờ tại vì nó đô thị hóa quá nhiều, rồi coi như là thành thị hóa, nên thành ra cuộc sống con người mỗi ngày nó mỗi xa với cái vùng nông thôn, nó đô thị hóa tất cả. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng chúng ta cũng từ cái hạt lúa mà ra. Cũng như ngày xưa khi vua Hùng mới nói là những người con ai đem món ngon vật lạ đến thì ông ta sẽ là coi như quyền ngôi. Chỉ có Lang Liêu là đem được cặp bánh chân bánh dài, là coi như làm bằng nếp và gạo. Đó là coi như một cái vật mà coi như vua Hùng cho là quý nhất. Bởi vì con người châu Á chúng ta tất cả đều là từ lúa gạo mà ra. Tình ca trên lúa, cái bài nhạc và lời của Hoàng Thi Thơ tôi xem ra rất là ý nghĩa. Đó. Trên đồng lúa vàng một bài sơn ca, trên đồng lúa vàng chỉ mình đôi ta, nhìn mây mới ngập ngừng, nhìn chim chim ngại ngùng, mình nhìn nhau nhìn được lòng thẹn thùng, trên má đôi má em hồng hồng. Chúng ta nghe. Chúng ta thấy như thế này.
Và tôi đọc thêm nốt, rồi chúng ta ghi thêm nốt để chúng ta thấy, rồi bắt đầu chúng ta bấm theo cái nốt đàn. Tại vì tôi thì nó lâu quá rồi, tại vì hầu đó thì nói chung là đọc thêm nốt là đối với tôi nó rất là dễ dàng. Nó nhỏ bây giờ nó trăm ngàn công việc, nó nhiều quá. Tại vì hôm nay là cái ngày Tết dương lịch, được nghỉ thật sự đó, thì tôi cũng phải đến công ty tôi đi làm. Tôi cũng bề bộn với công việc lắm. Nhưng mà vì cái lòng yêu thích âm nhạc, cũng như là coi như cũng muốn trao đổi học hỏi, rồi coi như là thấy có rất là nhiều bạn trẻ cũng háo hức với lại cái vấn đề coi như là chơi đàn. Tại vì ngày xưa thì mình còn trẻ, mình coi như cái tuổi thanh niên, cái tuổi 18, đôi mươi, mình cũng ham thích lắm. Còn bây giờ thì cái tuổi đời nó chồng chất, nhưng mà cái lòng nhiệt huyết thì nó cũng không có vơi đi. Nhưng mà tại vì công việc và công việc. Tôi đánh là tôi đọc tiếng nốt nha. Đô là đô mì, là đô rê rê, là mì la sườn, đô mì la rê mơ rê mì la la. Vàng một bầy sơn ca trên đồng lúa vàng, chỉ mình đôi ta, chỉ mình đôi ta, nhìn mây mây ngập ngừng, nhìn chim chim ngại ngùng, mình nhìn nhau, nhìn được tình của mình phơi phơi trong mắt em tuyệt vời. Ta yêu nhau trên đồng lúa vàng, ta quen nhau ngày lúa còn xanh, ta quen nhau khi bay én lượn, đôi cò nào hạ cánh vu vơ. Ta yêu nhau khi ngọn lúa vàng ngon cho chiều quạt hát như ru trên đồng lúa vàng, ngạt ngào hương thơm thơm mùi lúa vàng, là mùi quê hương, là mùi yêu đương, mùi thơm thơm rạt rào, mùi thơm thơm ngạt ngào. Người tình ơi, tình của mình còn mùi thơm đó trên tóc em bồng bềnh. Người tình ơi, tình của mình còn mùi thơm đó trên tóc em bồng bềnh. Chào.